Nó kêu anh nha. Này thống là đấy luôn. Mùa hè xanh, shopzycom.com giảm giá thả phanh cơ hội sở hữu nick VIP giá rẻ vô địch trong mùa hè này. Mùa ngày ác hàng hiệu với giá chỉ 80k, sốc giá phá kho, hàng nghìn tài khoản liên minh với giá siêu đãi nhất từ trước tới nay. Cái gì cũng rẻ, truy cập ngay shopzycom.com để sở hữu ngay cho mình một ác VIP giá rẻ thôi nào. Anh thay mặt quán xin lỗi Hoàng Vũ nhiều nha. Mong là bọn anh sẽ khắc phục sớm được thêm gọi là thuê được thêm một bãi gửi xe nữa để cho thuận tiện cái việc anh em đến chơi. Bây giờ thì quán Duy thì chỉ để mắc được tầm khoảng 200 xe thôi. Nếu mà đến muộn thì không có chỗ gửi xe thì phải gửi ngoài, thì anh em lại phải mất thêm 50.000. 5.000 thì đấy, tôi không biết ở ngoài gửi bao tiền, nhưng mà anh em sẽ bị mất một khoảng 5.000 thì đấy. Thì anh em phải gửi ở ngoài thì anh em thông cảm. Tại vì bây giờ khách bên mình nó để hết hầm, chả để được đâu cả. Cũng cố gắng điêu lắm rồi đấy anh em ạ. Chứ không phải là không cố gắng đâu, ngày nào cũng xuống cái vấn đề gửi xe luôn đấy chứ. Cyber có mở đêm không? Mở 24/24 anh em. Ờ anh mới đổi mic em ạ, anh mới được bên Egato tặng cho cái mic Wave 3 á. Ngon vãi. Hôm trước mình kêu cái mic bị rẻ. Đây. Góc này. Không được rồi, đánh thế khó luôn đấy. Ôi, tầm chiến. Ơi, cảnh sau bánh hình thế à? Ê, vừa lái nhà, em vừa lì, không phải lái anh em ơi. Kéo quá em ơi. Mình cứ farm ra. Thôi. Cô chết anh Duyên. Cô hai thì mới nhiễm. Ok, anh lên luôn nào, anh lên được rồi. Ê, dừng nói trên nhá. Lên. Bình thường là gặp cái team kia là quân 2 là không có để mà lụng đâu mọi người. Ê, nó đây à. Ê, đẩy vô đi. Cái em ơi, ở đâu nhỉ, anh em nhỉ. Cho anh một đam được không, Anh đang chết nhá. Anh tanh đâu. Để em rút anh chưa. Đánh em là 2 flash đâu. Anh back nha. Anh chết được nó luôn đấy. Nó kiểu anh nha. Này thống đi. Là đấy luôn. I'm joking! Thôi về em ơi, chuyện là nhiều ghê thế nhờ. Càng thế nhờ. Lại là à. Thế ra này nghe. Đúng, phát bùng tin là bắn phát bùng tin là chết bot nào đấy. Trân châu ấy. Lùi đi em ơi. Có tốc biến trong điểm xuống. Đã chơi này. Mày cút. Ok. Hay chứ. Ok nghe. Bên này làm sao này. Chạy đi chung bách ơi. Anh em bên nào rồi. Mê cái cách kéo của Trung Anh luôn á. Về cách kéo của em luôn. Kéo được à? Đúng một đường thẳng mà lại là trượt được à? Mê luôn đấy chứ. Ôi bạn ơi, tun mà anh ơi. Ơ? Mất chơi cái lồng xuống ở góc này đi Trung Anh. Mất chơi cái lồng. Cứu anh với. Không được. Thì hơi bị mê cái cách ganh của ông Evelyn này đấy. Rồi. Để nguyên nó tự chết à. Anh Trung ra sau lồng đi anh Trung ơi. Ok. Rồi. Ok. Khoan em chim cút đây. Về đây. Bọn nó chết được khi chạy mid luôn đấy anh ơi. Đồng nhà mít đồng. Đây, anh không chào em à. Xui ulti à. Đây. Ơ xui. À em tưởng chết rồi. Không chết à. Anh đây, chạy cho anh, chạy hướng anh. Ủa.
Đang tính nhau flash và lục play chứ. Thằng bắn thế mà không chết à? Em gửi xe bị cư dân tòa nhà đó mắng là kệ ta đi em ơi, quan tâm làm gì mấy cái đấy, anh giải quyết sao được, kệ người ta đi. Quan tâm gì? Trời ơi là trời. Bây giờ Vi đi từng người đi nói được anh em, kệ đi. Quan tâm gì người ta anh em? Em xuống anh chưa? Mình chơi việc của mình còn nói là việc của AD người ta. AD lô có tẩy nha anh ạ, AD lô có tẩy nha. Cư dân thì cũng như là kiểu hàng xóm ấy mọi người. Làm sao mà vừa lòng được, mệt lắm. Mấy anh em mà bị gọi là cư dân mà người ta, nói chung là người ta mua nhà ở đấy, người ta thấy quán mình đông khách, gửi để xe nhiều, bắt đầu người ta kiểu khó chịu là cứ bình thường mấy anh em. Ok, người ta đi anh em ạ, quan tâm này. Đấy, okay. Anh đang ra này, anh đang ra này, anh đang ra này. Được anh ơi, được anh ơi, được anh ơi. Bém hết. Mình có làm cái gì sai đâu. 10 giây em bóng tin. Mất tiền thuê nhà mà lại là em đây, em đây, em đây. Chửi lại giúp anh luôn một cái. Thoải mái. Ôi, chửi lại. Mê cái cách em select god luôn. Chạy luôn đấy chứ. Ôi, sao anh đi này không chơi anh đây nhỉ? Em đây, em đây, anh chơi em đây. My god. Nhầm. Xuân này chuối không về rồi. Về cái cách em xử lấy gót ulti à. Dương ơi. Thế lô A kèo em với anh sao rồi nhỉ? Xong rồi, xong rồi, anh xin cho em info rồi nha Dương nha. Có rồi nha, có Facebook bạn ấy rồi. Nhưng mà mỗi tội là bạn ấy có người yêu rồi. Có một cái tin buồn là bạn ấy có người yêu rồi. Cả nhà mình ơi, đằng sau có mèo tôi được luôn đấy, tôi được luôn, em được cạnh anh Duyên. Nói chung là anh em đến quán chơi, anh em cứ bác bảo vệ, bác ấy bảo xếp xe vào đâu đấy, anh em cứ xếp đúng vào đấy. Mình làm đúng phận sự của mình đâu có lỗi với ai đâu. Còn đâu người ta nói gì thì kệ đi. Nha. Đừng quan tâm làm gì hết. Ui, chú bẻ luôn. Mẹ ăn khi cầu tấm đáy luôn mà. Đây là đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Chị của em mất. Oh shit. À đúng rồi, tôi đang gọi là đang cần tìm gọi là một quản lý, gọi là quản lý cyber và BI ấy, quản lý chính luôn anh em. Anh em nghĩ sao về em? Thôi mày thì bỏ đi. Trước em có quản lý một quán rồi ấy. Kinh nghiệm thì liên hệ nhá. Anh em nào có kinh nghiệm làm quản lý cyber thì anh em liên hệ tôi với nhá. Còn kinh nghiệm, tất nhiên là nếu mà làm quản lý thì mình cần có kinh nghiệm một chút đấy. Gọi là các bạn cũng cứng một tí thì càng tốt. Thì bây giờ cảm ơn Tuấn Anh ơi. Đây đánh này, đánh ngay. Chưa có ni thì một versus một nghìn, còn có ni rồi thì một versus một anh em ạ. Lạc quan lên y. Không ổn rồi mọi người ạ. Anh em có bắt không ổn gì rồi. Không bắt. Ui giời ơi, tí nữa thì được luôn đấy chứ. Ui, lột vậy, cứ lột tại. Đau thế. Gì vậy? Anh Duy ơi, sao anh còn thử anh đấy, kệ đi em ơi, nó không làm gì anh. Có luôn là anh Duy còn TV ơi. Bình thường chị tôi hay bổ khổ lắm. Nói chung là mình yêu cầu tuyển như thế, anh em là có nhu cầu đấy, anh em inbox vào fanpage Game Home ấy. Để cho các bạn rep tin nhắn của anh em nhá. Đi gặp anh Duy để cái có người yêu à. Chứ bây giờ nói ở trên này nó có nhiều cái phải để phải nói lắm.
Ok. Ok. Anh quản lý em có kinh nghiệm bên quản lý kinh lục vua ban đầu mà. Ơ Hiếu Dương ơi, Dương Hiếu ơi. Không bao giờ bỏ canh ngố. Hiếu Dương ơi, okay, em bóc fanpage của Thi Còn TV đi Hiếu Dương ơi. Phải hợp lý đấy. Anh thấy em phải hợp lý đấy. Inbox fanpage của Thi Còn TV đi. Thì anh trả lời em nha. Mấy ông em kêu bà chị nói nhỏ nhẹ giận hết cả người chị Trang ạ. Các bạn có kinh nghiệm thì cảm ơn biết chơi điện tử nha. Biết chơi điện tử thì em cứ đừng mơ. Inbox vào fanpage của Thi Còn giúp mình nhá. Lại là thằng ấy là anh Diên. Lại là thằng Di 1 tỷ của anh Diên. Để đi, bọn này cũng quan tâm nó. Anh trả lời mấy thằng này rồi. Mệt lắm, mở cánh này.